Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn cụm thi đua 6 huyện thành phố nội địa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua khen thưởng và thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, cụm thi đua 6 huyện thành phố nội địa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật gắn với đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chỉ huy quân sự các huyện thành phố đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tập huấn luyện cho các lực lượng, đảm bảo về quân số, đúng nội dung và đúng đối tượng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp, có chất lượng, hoạt động hiệu quả. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại các huyện thị xã đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự các huyện thị xã đều xây dựng mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng như mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân, dân phòng, các ấp của Ban Chỉ huy quân sự xã An Bình, huyện Thoại Sơn, mô hình tình đồng chí của cơ quan quân sự huyện Châu Phú, mô hình trồng rau sạch, nuôi heo rừng của cơ quan quân sự huyện Phú Tân. Tại hội nghị sơ kết, đại diện Ban Chỉ huy quân sự các huyện thị xã đã trao đổi làm rõ một số nội dung xoay quanh công tác thi đua khen thưởng của cụm, việc xây dựng và xét chọn các mô hình điển hình tiên tiến cần dựa trên điều kiện mô hình nhìn thấy được, nhân rộng được và học tập làm theo được, công tác tuyên truyền vận động cùng với chính sách hậu phương quân đội.